Ngay đầu giờ sáng, trên quốc lộ 38 thuộc địa bàn huyện Tiên Lữ, lực lượng đã xử lý 20 trường hợp học sinh vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm, sử dụng xe máy điện chưa đăng ký, xe máy có phân khối vượt 50cm khối. Tại một số tuyến đường và phố của thành phố Hưng Yên, vẫn còn rất nhiều học sinh cố tình vi phạm luật giao thông với đủ lý do khi lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra. Không đội mũ bảo hiểm ạ, phóng nhanh ạ, là sai ạ. Cháu chở bạn ra đây tí cho đội luôn. Thông qua đợt cao điểm này nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của phụ huynh và học sinh, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh. Hôm nay là lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố là đồng loạt ra quân 100%, chia làm 2 tổ, đồng loạt ra quân xử lý cái hiện tượng là lạng lách đánh võng, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và tháo biển số và sử dụng những phương tiện mà không đảm bảo khi chưa được điều khiển các loại phương tiện phân khối cao. Phối hợp từ các nhà trường và bố mẹ các học sinh đi giao phương tiện cho các cháu là cần phải xem xét kỹ và phải nhắc nhở các cháu đủ điều kiện để điều khiển những loại phương tiện. Ngoài hình thức tuần tra xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ rà soát các cơ sở trông giữ xe cho học sinh không có giấy phép hoặc nhận giữ xe phân khối lớn để xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, phối hợp với nhà trường và phụ huynh thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của luật giao thông cho các em.